Tôi muốn nói với em về một thành phố biển xanh, nơi gió tạt xôn xao ngọt ngào hương trong nắng mới. Chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu, đêm phố hài lấp lo trăng mơ. Phan Thiết tôi ơi, Phan Thiết tôi yêu, Phan Thiết quên tôi, Phan Thiết trong tôi, Phan Thiết trong tôi. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, cảm ơn sự có mặt của quý vị, chúc các tác giả sức khỏe, hạnh phúc, đem lại sự sáng tạo hơn nữa của âm nhạc và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình vào bên trong tháp Pulaga này để mình cùng khám phá. Chúng tôi đã đến thăm ngôi đền Champa, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, cao khoảng từ 10 đến 12 mét so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Bình Phước. Theo cấu trúc, dãy tháp ở phía trước có 3 ngôi và dãy ở phía sau vốn có dấu vết của 3 ngôi tháp khác. Thế nhưng nay chỉ còn có một. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ và đấu. Trên đỉnh các trụ thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp. Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình Ponaga, thần Tenexa, các tiên nữ và các loài thú như là nai, ngỗng vàng và sư tử. Trong tiến trình tồn tại và phát triển, cư dân cổ Champa đã để lại một khối lượng di sản văn hóa khổng lồ, cả về văn hóa vật chất, tinh thần trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên ngày nay. Theo sử sách và những kết quả khảo sát thực địa, khu đền tháp này có tất cả là 6 đền tháp. Ngoài 4 đền tháp còn hiện hữu, còn có 2 đền tháp ở trong khu vực phía sau. Nhưng hiện nay chỉ còn nền móng của tháp cũ. Người Chăm gọi tháp
là Kalan, dịch sang tiếng Việt nghĩa là đền hay là tháp. Các tháp Chăm ở đây được xây dựng theo bình đồ hình vuông. Mỗi tháp đều có bốn cửa ở bốn hướng Đông, Tây, Nam và Bắc. Ba cửa ở ba hướng Tây, Nam và Bắc chỉ là những ô cửa giả. Riêng cửa phía Đông được mở ra và kéo dài như là một tường sảnh mang dấu ấn của Champa. Phan Thiên trong tôi, Phan Thiên trong